nè bông bông khơi nhé lang cắt đành nè 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 mà chả cao nè 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 ơ mong ô chả ra nè bông bông phong nè bài lẹ cả nạ tàu nè đại sao tại chả ca nè cứ thông mình tên hồi bật ở bông bông vên tên khăn đâu mình tới chơi bông bông mừng cao mình cứ khơi sạp vậy phải phải đó là bông bông ơi lang ska hay nếu mà dùng tờ tam mà cha chả ca còn lực lang tha bập hết bụi nít cứ quật đâm đầm bay phật lật bật ở tay chia sạ anh chẳng khi thua tay chia sạ tập em phải chu sạ anh chẳng nè nè sạ nè hay bà cô là cái đâm đi cứ cái prao bà cô chứa vận tải cái bà tẹt bà thưa đầy bà đâm bay cái tiền nè cái tiền lua bà kê nè bông bông này nhé lua bà tẹt chẳng tới chẳng mà này than đi cứ chia bà chạy cái tên này cả thưa cả sĩ cầm bà từ lưa tùng peng bà chu nơi tất đây xa rốt ẩm rích chả ơn bà chả ơn bọn cung mẹn tên mẹn bọn này châu mới nè lỡ bông bông ao mưa hàng cao mưa khơi không ai ưu priết nâng sắt tại cung tập peng bà chu không mà cúng miên mũi đàm tận tai mũi đàm bây để đốt lang từ lứa cứ kỳ nhẹ mệt phế mệt đầm đầm bây ở viên lang chiều vò hơi đo bây để kia tay đàm kia cắt đàm cứ kia cắt vò năng chân này ca cả lạp xa ta bồ bồn nơi ní chả ca kế kia mình phết lùm ô thì bởi dây tới kia tha kia thuê chả cá tận tai kia miên đập ca nơi một chùm ca nắng buồn đọc cung mấy chân tứ đầm bay lùm ô ở miền sập hoàn đập hiếp á hai chấm ca ní mền chấm ca kịp bạc ở nhiều sự nghiệp châu tây sơn na rồi có tình ở tì lẽ cái nãy kịp đắm đầm bay bỏ mồ phò bà nơi chả ca bỏ kịp to thầm đòn ở bông bông đang thay chả ca ai ót lâu mưa pi chả ngày tình mới đầm thùng thùng hơi tầng chua thầm đòn bông bông khá ai cái tháo và hai chia chấm ca play kiwi được cái chăng á tại ní mình mền kiwi thì lâu bông bông mới đòn là còn đi sạch xì và về miền sạch xì kha về miền soi kha ai kha chẳng hạn nè bà bồn khơi nhận tổ nông mang tên u nè tăng chạy cao nè bà bồn khơi nhận mà chạy cao mà nè tổ nông mang tên bà tay khi nhau mặt hiên phá lụa thế bà bồn nọ khá nế đại xa tay mặt đang thả kế bánh thả năm rưu cổ mạch của mà chọn đo chạy ca ní chụp chạy ca mà chạy ca tầm mặt phá lệ tế kế ao thốt cho bạn tái còn tha khi nhom plisu kê tha hộp bàn ọt đặc biệt chẳng ọt hiền hộp và vợ kê từ tập bánh năm bánh ấy chẳng ấy bạn tái play tổn nong mình tên hay play vì ọt miên thề tăng chỉ cao tăng chỉ cao nơi hàng cao thế cứ play nơi hàng lử hay bờ dương mưa đám kẹt mong nè bộ ôn châu bà lọ chạy bạn khơi nè lại cái đã tha nong mà rong nắng cứ kê nhẹ mệt tập bèn bài chu nắng chỉ pì hàng chuối nâng hàng sạ đầm bông bồn khơi nhé không mà cung tập em bài chu nữa chấn kiện nhẹt mệt từ hàng chuối kiện nhẹt mệt mau hàng sạ đầm và tổ mới kia bà tẹt bà chùm mùi nâng sai lúa ôi tập em bài chu nâng viêm miên rồi vo viên lang mình tích hơi vo sợi tràn thì tại bà play vẫn play đó là bông bồn ơi lang ska hay nếu bà dùng tờ tam mà cha chả ca còn lực lang tha bập hết bụi ní cứ quật đâm đầm bay phật lật bà tay chia sạ chấn kể thưa từ chia sẻ tập em phải chu sẻ ấy chẳng nữa kể ăn men chia ca phẩm mô Paul bà lụa làm bay từ tiệp xa cất chia cả lô cất chia ấy ở thì hơi play cho tập men tên nó mong muốn nè ôi lục ơi lục lăng cắt đanh lẽ cái nãy tham mà chỉ câu play và chia được cái lăng cắt đanh chứ mong muốn khơi nhọn nè lăng này em bỡ hay men play ta cùng đi từ chia ra nè mong muốn ơi hay niệm tập quan tắc kỳ nè bạn này thà tam rong nó cứ kê miên bẩm bẹt tụi du tất nơi pe đại kê bao tất máu bị ô tô và sạch phe cho nó nè sạch này hay bạc cô đại kê đâm đi cứ kê prao bạc cô chứa vận tải kê bạc tẹt bạc thưa đại bà đâm bay kê tiền nè kê tiền lua bạc kê nè bông bông này nhé lua bạc tẹt chẳng tới chẳng bạn này thà đi cứ chia bạc chạy cái tên này cả thưa cả sĩ cầm bà từ lơ tùng peng bài chu nơi tất đây sao rót ẩm rích nick nhung nơi không rót vơi chỉ nhá mong muốn chẳng mà dặn nick nhung đa rót pencil về nhà vơi chỉ nhá New Jersey cái đôi chia bản đa rót mà chuẩn luôn nơi chật bà kia nưng ở phần tai sầm rập rót đại ngay đại tây chi dồn ho bà buôn pram mau ấy khi nhung ở bàn tây tê mong muốn nói kia chia sẻ để sape về liệt tích tì mùi tì pí khi nhung mình toàn score phun mà sai thế để xa tai màu sao rót ẩm rích chỉ lược tì muối đôi chân này ở toàn bàn đào chừng ngày thì bàn đào rót chật nướng đầm bây giờ bộ ôn bàn khơi bị ca thưa cả sĩ cam này tuần đầu ấy bộ nó nếp hai miền cam lang so ní mình đang cam thôi mà chết cam kì bạt ở bành bạt ở bắp hết
ថ្នាំការពារសត្វអត់ឬក៏មិនអីចឹងបានដូចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ហ៊ានភ្លក់ទេដោយសារតែអត់បានសួរម្ចាស់ចការថាហូបបានឬក៏មិនបានតែគេឲ្យយើងថតបានដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានផ្ដេសផ្ដាសល្មើសបាទទៅនឹងអ្វីដែលមិនបានសួរគេទេបងប្អូនដូចបានដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំបើមានការអនុញ្ញាតបានខ្ញុំហ៊ានភ្លក់ព្រោះវាសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែបើភ្លេចសួរគេចឹងហើយម្ចាស់ចការនៅទីនេះដូចបានបញ្ជាក់ជូនថាគាត់អត់មានពេលវេលាអីដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងយើងទេព្រោះថាប្រុចការងារអូនិយាយទៅថាម៉ោងពេលរបស់គេនេះអញ្ចឹងនិយាយថាវាប្រញាប់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យយើងថតមកស្រឡាញ់ថតអីថតទៅមើលអីមើលទៅប៉ុន្តែបើឲ្យផ្ដល់បទសម្ភាសអីសាក់សួរនាំគាត់អីគឺគាត់អត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើនិយាយពីដើមឡើងក្រាក់ចេះបងប្អូនឃើញអត់មិនមែនដើមឥឡូវកាលាទេដើមនេះវាឡើងក្រាក់ក្រាក់ឡើងសបកណែបងប្អូនឃើញទេឡើងចាស់ហើយបាទដើមហ្នឹងហើយដើមធំមែកសាខាអញ្ចឹងបានន័យថាវាយូរឆ្នាំនេះបងប្អូនមកមើលនេះអស្ចារ្យមែនទែនអូយផ្លែមិនដឹងថាគេមានបច្ចេកទេសមិនខ្លះហើយបងប្អូនផ្លែយកតែមែនទែនណាប៉ុន្តែសុំទោសបងប្អូនណាពូជនេះខ្ញុំមិនដឹងថាហៅឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសហៅថាម៉េចទេដោយសារតែម្ចាស់ចការគាត់រវល់ទៅនោះប៉ុន្តែច្រើនបាទច្រើនពាន់គុំមែនទែនមិនមែនពាន់ទេនេះចូលមើលណាឥឡូវបងប្អូនអោនមើលខាងក្រៅមើលឃើញខ្មៅព្រៀតហ្នឹងសិតតែគុំតាពាំងបៃជូក្នុងមកគុំមានមួយដើមប៉ុន្តែមួយដើមពេលដែលដុះឡើងទៅលើគឺគេញែកមែកឆ្វេងមែកស្ដាំដើម្បីឲ្យវាឡើងជាវល្លិហើយដល់ពេលដែលគេតែងដើមគេកាត់ដើមគឺគេកាត់វល្លិហ្នឹងចេញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាតាពាំងបៃជូមិនមែនដាំមួយឆ្នាំវាងាប់ទេបងប្អូនណាបានន័យថាដល់ពេលដែលវាអស់ផ្លែគេធ្វើមែកម្ដងអស់ផ្លែគេធ្វើមែកម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយនៅនេះបើនិយាយទៅថាគេដាំដុះលក្ខណៈថាគេអត់ខ្វល់រឿងសត្វស៊ីទេក៏ប្រកតន្សាយអីវាស៊ីតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាហើយបើយើងដើរនៅក្នុងព្រៃវិញយើងឃើញតែអាចតន្សាយយើងឃើញតែអាចឆ្លូអាចអីនឹងពេញបាចការនឹងឯងដូចខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនអ្នកនៅអាមេរិកនេះភាគច្រើនគាត់កាន់សិល5អញ្ចឹងគាត់មិនសូវប៉ះពាល់ទៅលើរឿងសត្វធាតប្រមាណនេះនេះដែលជាក់ស្ដែងខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយនេះបងប្អូនមិនដឹងថាអាចឆ្លូឬក៏អាចតន្សាយទេប៉ុន្តែមិនមែនប្រប៉ែណាបងប្អូនអត់មានអញ្ចឹងប្រប៉ែអញ្ចឹងអីទេពេលដែលយើងដើរតាមចកាតាមអីតែងតែឃើញតន្សាយព្រៃតន្សាយតង្វងហើយបើថាឆ្លុះវិញដើរតាមព្រៃដើរតាមអីមានចេញទៅលើផ្លូវឡានបុកផងអីផងអញ្ចឹងទៅហើយបើនិយាយពីកប្រុកវិញលោតឲ្យប្រងព្រៀតបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅអាមេរិកនេះភាគច្រើនមើលទៅគាត់កាន់សិល5បាទគាត់មិនសូវលក្ខណៈថាខ្វាយខ្វល់រឿងសត្វព្រៃរឿងអីឬក៏បបាញ់ហើយមួយទៀតគឺក្តីស្រឡាញ់បាទចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាដល់ពេលក្តីស្រឡាញ់បាទគេមិនសូវប៉ះពាល់ជីវិតសត្វទេឥឡូវបងប្អូនមើលមកជួរនេះក៏ផ្លែច្រើននិយាយទៅផ្លែគ្រប់ជួរទាំងអស់ហ្នឹងមិនផ្លែទេអូយឃើញតំណងហ្មងបងប្អូនអូយបាទតំណងមែនទេនេះបើដាក់មួយម៉ាត់ផ្លប់ស្រួយខ្ញោកប៉ុន្តែដូចនិយាយថាខ្ញុំអត់ហ៊ានប៉ះអត់ហ៊ានប៉ះមិនមែនបានន័យថាមិនហ៊ានលូកដៃប៉ះមិនហ៊ានហូបខ្លាចកលោគេទៅបាញ់ឆ្នាំហើយហើយដាក់ទៅត្រង់ជើងភ្លឹងធ្វើម៉េចនេះបងប្អូនឃើញហ៎ឡើងក្តាញ់នេះអូមកចកោនេះណែនណែនប្អើសហ្មងអូច្រើនណាស់ប្រមូលផលនេះបែបលក្ខណៈតោនណាដោយសារតែចកានេះគឺធំមែនទែនហើយបាត់ឲ្យបងប្អូនវែងទៅខាងនោះមិនមែនតិចទេបងប្អូនមើលក្រៅមិញគឺឃើញស្រាប់ហើយអរគុណបងប្អូនអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងដំណាំទំពាំងបៃជូនៅរដ្ឋវើជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេដាំដុះដើម្បីយកផលផ្លែទៅផលិតបាត់ជាទឹកទំពាំងបៃជូនិងផលិតជាស្រាបាទក្នុងការលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការនាំចេញអញ្ចឹងទៅហើយដូចបានបញ្ជាក់ជូនថាដើមមិនមែនទើបតែដាំទេមិនដឹងថាប្រមាណឆ្នាំហើយទេដែលវាក្រាក់ក្រាក់អញ្ចឹងណាហើយការធ្វើកសិកម្មនៅទីនេះគេធ្វើកសិកម្មតាមបែបបាត់ទំនើបដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ភាកច្រើនកម្លាំងមនុស្សភាកតិចដូចជាការប្រមូលផលអីហ្នឹងគឺប្រើគ្រឿងចាក់មនុស្សតែម្នាក់ពីរនាក់អីទេបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺគេប្រើគ្រឿងចាក់ទំនើបនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផលឃូស៊ីនារីបងប្អូនបាទស្រីដែលមានបញ្ហារោគស្ត្រីកុំបារម្ភបដោយទុកយូរប្រើប្រាស់ផលិតផលឃូស៊ីនារីនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អជៀសឆ្ងាយពីបញ្ហារោគស្ត្រីអរគុណដល់ Zoom Film អ្នកឯកទេសផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីអរគុណដល់ Campaign រោងចក្រផលិតថ្នាំពណ៌ឈានមុខគេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមានអ្វីដែលថ្មីខ្ញុំនឹងបន្តចែកមេលដល់បងប្អូនតាមដានទស្សនាជាបន្តគណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយក្រុមការងាររំដួល TV សូមអរគុណសូមជម្រាបលា